Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng thành phố Tân An, tỉnh Long An vừa phát hiện một trang trại có nuôi nhiều loại tôm giống nguy hại là tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ. Đây là hai loài thủy sản không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh nuôi tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. Trang trại có nuôi tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ bị ngành chức năng phát hiện có quy mô trên 7.000 m2 do ông Trương Phan Minh Thế ở phường 7 thành phố Tân An làm chủ. Tại trang trại, các công đoạn từ nuôi tôm bố mẹ cho đến lai tạo giống được chủ trang trại thực hiện với quy mô rất bài bản với số lượng tương đối lớn. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, thì đây là trường hợp nuôi tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ tại phường 7 thành phố Tân An là điểm đầu tiên mà các ngành chức năng phát hiện trên địa bàn thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh Long An. Để ngăn chặn sự phát tán loài ngoại lai xâm hại này đối với môi trường tự nhiên, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Long An khuyến cáo người dân không nuôi tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến đặc điểm nhận dạng, tác hại của tôm hùm nước ngọt, vận động người dân, doanh nghiệp không mua bán, tiêu thụ loài tôm hùm nước ngọt này.